Ngày 6 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mua bán dâm cao cấp gồm các người đẹp trong cuộc thi sắc đẹp, những người mẫu nổi tiếng. Hiện công an đã khởi tố đối với kẻ tổ chức đường dây này là Kiều Đại Vũ, sinh năm 1996, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra. Trước đó vào ngày 30 tháng 8, lực lượng công an đã bắt quả tang một số người đẹp trong các cuộc thi sắc đẹp, diễn viên điện ảnh trong đường dây mua bán dâm cao cấp tại một khách sạn trên địa bàn quận Nhất. Qua điều tra, giá bán dâm của các người đẹp có danh hiệu này lên đến 8.000 đô la trong một đêm. Cá biệt, người đẹp có danh hiệu có giá lên tới 25.000 đô la trên một đêm. Đối với các tour du lịch dài ngày với người đẹp, số tiền này lên đến hàng chục ngàn đô la. Từ lời khai của các cô gái, công an bắt giữ tú ông Kiều Đại Vũ. Tại cơ quan công an, Kiều Đại Vũ khai nhận chuyên cung cấp gái mại dâm cao cấp qua mạng Zalo. Đáng chú ý, quá trình hoạt động của các người đẹp trong đường dây này sau khi đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp lại không phải là các chương trình hoạt động mang lại lợi ích xã hội, mà là các bộ ảnh khoe thân cùng với nhiều phát ngôn không đẹp khiến dư luận phẫn nộ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mời làm việc với những người có liên quan để mở rộng điều tra vụ án.